Hi, xin chào tất cả các bạn, các chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và mình xin thưa với các bạn, các anh chị, đây là cái kênh mới của mình mở cách đây khoảng tầm một tháng, nên rất là ít người đăng ký. Nên lời đầu tiên thì mình mong muốn các bạn, các chị hãy bấm nút đăng ký kênh giúp giùm mình, để mình có cơ hội được phục vụ cũng như là giới thiệu với các bạn, các anh chị được nhiều hơn nữa các dòng xe phổ thông cũng như là bình dân, và giá tiền rất là gọi là mềm ha. Tại vì cái kênh này là mình làm về cái dòng sản phẩm xe giá bình dân là nhiều nha các bạn, nên mong các bạn, các anh chị hãy đăng ký kênh giúp giùm em rất biết ơn vì điều đó, và em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Còn cái kênh kia thì cái kênh mà kênh này là Trọng Nghĩa bán xe, còn cái kênh kia là Nguyễn Trọng Nghĩa nha các bạn. Thì nói chung là cũng là một mình em quay luôn, nhưng mà em up hai cái kênh bởi vì dự phòng. Tại cái kênh kia em làm này cũng mấy năm rồi đó, thì bây giờ em làm cái kênh này để dự phòng thôi. Bữa em đã bị YouTube nó cấm, nó khóa kênh, nên lý do là em đã qua cái kênh này em làm là như vậy nha các bạn. Bữa là YouTube nó khóa kênh em 3 tuần luôn, vì cái sự quá rõ ràng là quay giấy tờ đó các bạn. Quay giấy tờ đó, khi mà quay giấy tờ là YouTube nó khóa đó. Nếu như các bạn, các anh chị nào có ý quay giấy tờ để lộ thông tin của khách hàng hay là lộ thông tin của người ta thì là bị YouTube nó khóa nha, đừng có quay. Còn khi các bạn, các anh chị tới thì chúng ta có thể quay trực tiếp. Thì hôm nay em giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái dòng xe phổ thông mà bình dân luôn. Thì quay xe thì có xe này xe kia đúng không các bạn, thì người cũng có cái người có cái nhu cầu này, người có cái nhu cầu kia, thì em không biết là ai có nhu cầu như thế nào, thì em chỉ biết giới thiệu với các bạn, các anh chị. Mỗi ngày em luôn cố gắng xe lớn xe nhỏ gì em cũng giới thiệu để các bạn, các anh chị. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn giới thiệu với các bạn, các anh chị là chiếc xe Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way RS, bánh căm thắng đĩa, và chiếc xe này đã được các đi qua rất là nhiều tỉnh thành cũng như là tham gia vào bạn hữu đường xa rất là nhiều nha các bạn. Đó, xe này chạy xe là các vùng luôn, các vùng miền luôn, chạy rất là nhiều. Mà khi mà các bạn, các anh chị biết là cái xe này người ta chạy nhiều vậy, chứng tỏ cái xe này đã khá là ngon. Tham gia vô rất là nhiều câu lạc bộ. Xe này thì coi như là máy móc ok, quá là ok rồi đó, và rất là bình dân. Và với chiếc xe Way RS này thì mình mong muốn bán với giá là 7.200.000, 7.200.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là đến cái dòng xe Honda Rim. Đây là chiếc xe Honda Rim lùng. Đây là chiếc xe Honda Rim lùng máy. Đó, đem xanh. Chiếc xe Rim lùng này thì rất là bền. Nó từ rất là lâu rồi nhưng mà em nó vẫn còn chất lượng đến bây giờ. Các bạn có gì thấy không? Thì đây là chiếc xe Honda Rim máy, nên rất là bền. Em nó mang biển số là 59V3-30710. Và với chiếc xe Honda Rim hai lùng, Rim lùng này, đại khái Rim lùng này, thì mình mong muốn bán với giá là 8.800.000, 8.800.000. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa một chiếc Rim lùng đó, là hay là một chiếc Rim Rim lùng khác, đời mới hơn, Rim lùng đời 99, hay còn gọi là Rim lùng Excel. Đó, chiếc xe này thì đời cao hơn, đời mới hơn luôn nha các bạn. Đó, Rim lùng Excel. Chiếc xe này thì đi thì nó ngon rồi, quá ngon luôn. Nhưng mà thường thường á là cái mình quay để mình giới thiệu ít các cô chú các anh chị mà những cái dòng xe nó bình dân và nó phổ thông, nên mình chỉ lựa những cái xe mà nó cũng tương đối là mềm mềm. Người bình dân chúng ta đi dễ đi. Giá nó cũng là phải chăng nữa. Và em này mang biển số là 59L1 95275.
Và xin thưa với các chị, đây là chiếc rim lùng Nhật nha, rim lùng gọi là rim lùng Excel á, rim lùng xịn á. Và với chiếc xe này mình cũng bán bằng tiền cái xe rim lùng xanh này luôn là 8 triệu 8 luôn. Nhưng mà chiếc này thì mình thấy nó ngon á, rồi ngon bổ rẻ. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Way S. Đây là chiếc xe Honda Way S cũng còn khá là đẹp, màu đỏ. Đó, khá là đẹp. Cái Way S này thì được rất là nhiều các cô chú anh chị đã trải nghiệm cũng như là đi thử qua thì đánh giá rất là tốt về em á. Nó đơn giản thôi nhưng mà đi đến nơi về đến chốn không có hư hỏng thật. Em này cũng vậy, mang biển số 59S322418. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là cũng 8 triệu 800 ngàn, bằng giá luôn nha các bạn. Đó, bằng giá luôn, 3 chiếc xe bằng một giá tiền để chúng ta có nhiều cái lựa chọn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe, đây là chiếc xe Honda Future Neo. Đó, đây là chiếc xe Honda Future Neo FI, bánh mâm thắng đĩa phun xăng điện tử. Đây là chiếc xe Honda Future Neo. Xe Future Neo này cũng còn khá là sạch sẽ, bánh mâm thắng đĩa. Em này mang biển số 51R59707. À, 9707 đây. Thì với chiếc xe Honda Future Neo FI phun xăng điện tử này. Đó, chiếc này thì mình mong muốn mình không, chiếc này không phải Future Neo FI, chiếc này là Future GT các bạn ơi. Đây, chiếc này là chiếc Future Neo GT. Đúng rồi. Đúng không các bạn? Đúng rồi, Future Neo GT. Tối quá mình ngủ, mắt mình giờ nó mờ quá, mình nhìn không rõ. Và bây giờ xác định kỹ là đây là GT thôi nha các bạn. Đây là Future Neo GT. Và với chiếc xe Future Neo GT bánh mâm thắng đĩa này thì mình mong muốn bán với giá là 25 triệu. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Ly màu đỏ. Đây là cái chiếc xe Honda Ly màu đỏ còn rất là mới, rất là phù hợp cho các bạn nữ hoặc là các bạn sinh viên á, thì đi thì nó rất là bền, nó có hệ thống phun xăng điện tử FI luôn, đi thì nó rất là bền. Mà được có một cái, nó có cái thùng nó rất là to, chúng ta có thể đựng được rất là nhiều tài liệu cũng như là nhiều khi những cái giỏ sách hay là những cái đồ linh tinh lặt vặt đó, hoặc là như máy chống nắng, hoặc là nói chung là nhiều nhiều cái thành phần mà mình chúng bỏ được ở trong cái phòng yên đó, bởi vì nó rất là rộng và nó rất là bền. Và với chiếc xe này 54F45286 này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu 800 ngàn, 10 triệu 800 ngàn cho chiếc xe Ly. Cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe BCX. Chiếc BCX này chắc lẽ là của một anh chị nào đó rất là tôn sùng và coi như là tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật, bởi vì đây có cái hình Đức Phật. Xe này của chị đẹp, bây giờ quay đem vô rồi. Chị đẹp nào? Bây giờ đem vô nè, đem vô liền, đem vô liền, đem vô liền, có đem vô luôn đi. Còn chiếc này à? Không có bài, quay xong đem vô liền. Rồi rồi rồi, đem đi đi. Xong luôn rồi, tôi đứng đây rồi. Đó. Thì mình thấy cái hình rất là đẹp. Đó, mình rất là ấn tượng. Và xin tiếp tục với các bạn các anh chị. Thì mình xin thưa đây là một chiếc xe Honda BCX. Đó, màu đỏ, rất là đẹp. Mà đối với mình chiếc xe này đẹp nhất là tấm hình thôi. Em này mang biển số là 59Y2-08037. Đó. Cái xe nó cũng còn khá là đẹp, khá là mới, rất là đẹp luôn á. Quá là mới, quá là kiểu ngọ.
Và với chiếc xe Honda PCX này thì mình mong muốn bán chiếc PCX này là với giá là 23 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và tất cả là xe là đều chính chủ, ký giấy đầy đủ hết nha các bạn. Và mình rất mong muốn các bạn, các chị hãy tới trải nghiệm cũng như là thử test xe với đủ mọi hình thức nha. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.